Hôm nay Mạc Lâm sẽ cùng với quý vị làm những cái bánh mà nó nhỏ nhỏ để ăn chơi, nhưng mà nó cũng là có tính cách diet đó quý vị. Nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Đây là cái loại bánh nó gần gần giống như granola, nhưng mà nó không có sử dụng, nó không có dùng cái hạt oat, chỉ dùng cái những cái loại mà hạt khô thôi. Thì Mạc Lâm ở đây có dùng hai loại trái cây là khô, là nho và trái trái mơ quý vị. Trái mơ thì quý vị Mạc Lâm sử dụng apricot, cái loại trong bịch này. Thì muốn làm như cái này đó thì Mạc Lâm sẽ ngâm nước cho nó mềm ra, một lát chúng ta cắt nó ra. Và cái thứ hai nó là do là nho nho vàng đó quý vị, thì làm cái bánh này nó có nho và có apricot này nó sẽ ngon hơn. Rồi còn những cái họ lại loại hạt đó thì Mạc Lâm có hạt điều, hạt cái dẻ cười, rồi mè và đặc biệt là walnut. Walnut là cái hạt hạnh nhân đó, mỗi một thứ một ít. Và mà ăn thua quý vị, cái này ở đây nó chúng ta không có cần đo đong đếm gì cả. Quý vị muốn làm ăn nhiều, cái gì nhiều cái nào ít thì quý vị tự làm thôi. Nhưng mà những cái căn bản của nó, chẳng hạn như là mật ong rồi mạch nha thì phải có để mà cho nó dính lại với nhau đó. Thì ngày hôm nay Mạc Lâm để cho nó có dính lại với nhau mà nó hay hơn đó, thì Mạc Lâm dùng cái loại bánh tráng Việt Nam của chúng ta đó quý vị. Cái loại bánh tráng này nó hình vuông, cho nên hay quý vị không có hình vuông này, quý vị mua bánh tráng hình tròn cũng được nữa, không không nhất thiết là phải cái hình đâu. Nhưng mà có cái bánh tráng là nó giống như quý vị nhớ là kẹo đậu phộng của chúng ta hồi xưa ở ở Việt Nam đó, làm để trên một cái bánh tráng cho nên nó dính, nó rất là ngon. Đây là cái bánh tráng hình vuông, Mạc Lâm dùng nó để cắt ra vuông nhỏ như vậy trên một cái khuôn tròn như vậy. Một lát thì chúng ta sẽ bỏ những cái hạt này vào trong cái khuôn mà chúng ta ép nó để mà làm cho nó dính lên cái bánh tráng. Đây là cái hình thức mà Mạc Lâm muốn quý vị sử dụng nó như là cách để mà làm hồi xưa chúng ta làm kẹo đậu phộng ở quê nhà đó, thì chúng ta làm cái kiểu này. Mạc Lâm cũng có một cái trứng, nhưng mà trứng một lát nữa chúng ta lấy cái trồng trắng quý vị. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ làm trộn hết tất cả những cái hạt lại. Thì ở đây là hạt hạt điều, Mạc Lâm có cắt nhỏ nhỏ ra cho nó dễ trộn nữa quý vị. Hạt điều, hạt dẻ cười, nho 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 vàng, mè, tất cả các thứ này chúng ta trộn lại quý vị. Và hạt hạnh nhân, tất cả những cái loại khô này đó thì chúng ta trộn lại rồi đó. Thì bây giờ cái trái này đã ngâm nước đó cho nó mềm rồi đó, bây giờ chúng ta chắc nước ra, chúng ta bóp cho nó ráo nước và chúng ta bắt đầu cắt. Trên cái căn bản này thì quý vị có thể tự thích ăn cái loại trái hay là cái loại hạt nào á thì quý vị tự làm lấy, quý vị không có phải nguyên tắc nào đâu. Nhưng miễn là làm sao chúng ta chọn cái thứ mà nó không có đường. Tại vì nếu mà nó có đường nhiều đó thì chúng ta sẽ không có ăn kiêng được. Đây là cái món ăn kiêng ăn chơi, nhưng mà nó tốt sức khỏe ở cái là nó không có đường nhiều đó quý vị. Không có đường nhiều cho nên chúng ta mới dùng nó. Quý vị có thể dùng hạt dưa hay là những cái loại hạt mà ở Việt Nam mình có sẵn đó. Hoặc là những cái trái cây mà quý vị mình thích ăn, chẳng hạn như chà là, rồi hạt kỷ tử hay là táo đỏ. Cái táo táo đỏ của Tàu đó, táo đỏ khô đó cũng cũng tốt luôn quý vị. Ở đây Mạc Lâm dùng cái loại này nhiều hơn cái loại khô, để cho thứ nhất là nó ngon, thứ hai là nó có tính chất nó dính nhau nhiều hơn đó, cho nên Mạc Lâm muốn xài cái sử dụng cái loại này. Vâng, bây giờ thì chúng ta ở đây có một cái trứng quý vị, bây giờ chúng ta đập cái trồng đỏ ra, chúng ta lấy cái trồng trắng thôi. Chúng ta lộ mình đập cái trồng trắng vào đây luôn.
Vâng. Bây giờ cái mật ong đó quý vị bỏ vào đây cho mật lâm 2 muỗng cà phê không, quý vị. Riêng về cái mạch nha này đó thì quý vị cũng bỏ vào đây 2 muỗng cà phê luôn. Mật ong và mạch nha bằng nhau nha quý vị. Mạch nha thì khi quý vị mua về thì nó cứng, rồi bỏ trong microwave chỉ khoảng 30 giây thì nó sẽ mềm ra. Vâng, như vậy là được rồi. Bây giờ quý vị trộn nó lên. Này nó hơi khó trộn chút xíu, quý vị kiên nhẫn làm cho nó, tại vì nó hơi cứng, nó hơi dính lại như vậy đó quý vị. Nó hơi khó trộn chút, nhưng mà quý vị trộn một hồi thì nó cũng mềm ra thôi. Vâng, bây giờ thì nó đã mềm ra rồi đó. Bây giờ chúng ta có một cái vỉ để nướng đó quý vị, thì quý vị bỏ lên đây một miếng giấy giấy nướng để cho chúng ta sẽ nướng nó trong vòng 15 phút, 20 phút gì đó. Và mỗi một cái bánh tráng như vậy đó thì quý vị bỏ trên đo cái vòng tròn, quý vị có bất cứ vòng tròn nào cũng được. Quý vị bỏ cái bánh tráng xuống ở cái vỉ này và quý vị để lên trên này. Và chúng ta bắt đầu chúng ta lấy cái quý vị lấy cái muỗng, quý vị ép nó xuống, đè nó xuống quý vị. Vâng. Giờ quý vị thấy là nó nằm tự nhờ cái bánh tráng đó, cho nên nó nằm ở trong cái khuôn viên của cái bánh này, nó không chạy ra ngoài quý vị. Chúng ta tiếp tục bỏ nó vào. Khi bỏ nó rời rạc, nhưng mà khi quý vị đè cái muỗng xuống đó thì nó sẽ dính lại với nhau. Quý vị để ém nó cho nó xuống, cho nó đều nhau về thì nó sẽ nằm nguyên trong này thôi. Vâng, bây giờ chúng ta lấy ra. Chúng ta từ từ chúng ta sửa lại những cái chỗ nó bị méo mó đó quý vị.
giờ thì những cái bánh của chúng ta đã xong. Bây giờ quý vị mở lửa trong cái bếp nướng lên là 350 độ, chúng ta nướng 15 phút quý vị. Vâng, sau khi chúng ta nướng được 15 phút rồi đó, quý vị đem ra và bây giờ là chúng ta bỏ vào tủ lạnh cho nó cứng lại quý vị. Thì bỏ tủ lạnh chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ là nó sẽ cứng lại. Vâng, bây giờ cái bánh của chúng ta sau khi để lạnh thì nó đã cứng cáp lại rồi quý vị, nó rất là đẹp và rất là ngon. Bây giờ quý vị có thể cắt chung quanh những cái miếng bánh tráng mà nó lòi chung quanh, nó cắt tròn lại cho nó đẹp. Và bây giờ thì chúng ta có thể để dành để mà ăn nó. Còn quý vị có thể để trong tủ lạnh á, lúc nào cần ăn là ăn thôi. Nhưng mà sau khi nó cứng rồi đem ra cũng được quý vị, không cần phải bỏ tủ lạnh đâu. Tại vì khi nó lạnh rồi đường nó săn lại đó thì nó sẽ cứng luôn. Cảm ơn quý vị và hy vọng rằng cái bánh này nó sẽ làm cho quý vị có một cái hương vị khác khi muốn ăn những loại bánh mà diet.